Cây nhíp bô gà vấp xin kính chào anh em đam mê nha. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến anh em một chiếc nhíp bô thuộc dòng xưa. Và sau khi em mô tả hết chi tiết chiếc nhíp bô này rồi thì em cũng sẽ báo giao lưu đến với anh em. Và những anh em mà mới biết đến kênh cũng đầu tiên thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để mình tiện theo dõi những mẫu mã nhíp bô có trong kênh của em nhiều hơn. Và bây giờ thì em xin phép vào chi tiết chiếc nhíp bô ngày hôm nay nha anh em. Là một chiếc nhíp bô về với tình trạng là hàng đã qua sử dụng mà. Và chủ đề của nó thì được khắc ăn mòn axit đổ sơn ở phần trên nắp và ở phần dưới thân luôn nha anh em. Đó, em đang để góc này thì anh em sẽ thấy được cái nét đổ sơn, cái nét khắc và đổ sơn của nó vẫn còn theo dòng thời gian. Chiếc này thì tại sao nói nó là một chiếc nhíp bô xưa, tại vì nó được sản xuất vào năm 1962. Đây mỗi bên hai chấm là năm 1962 nha anh em. Nhíp bô nó có dòng chữ xéo lên và bát số 2517191 nằm ở giữa và là được sản xuất vào năm 1962. Đó, em để góc này đi thì anh em sẽ thấy rõ cái mọc đáy của nó hơn và bốn chấm rõ nét và cái dòng bát số nó cũng rõ nha anh em. Đó. Và chiếc này thì như nãy em nói là nó đã qua sử dụng rồi thì em cũng sẽ quay rất là kỹ để anh em có thể cảm nhận rõ ràng nhất trong clip này. Còn có điều gì thắc mắc hoặc là chốt thì anh em cứ liên hệ cho em qua số điện thoại hoặc Zalo em có ghi sẵn ở góc dưới thì em sẽ phản hồi nhanh hơn là khi anh em nhắn tin hay là bình luận ở trên kênh nha. Tại vì nhiều lúc bình luận ở trên kênh thì em không có thấy được, nó bị ẩn đi. Và chiếc này thì em quay lại là chiếc này đã qua sử dụng thì nó có vấn đề bị xước như thế này. Và vấn đề xước ở chỗ cạnh viền nắp thì dường như nó hơi nhiều một xíu nha. Còn nếu mà nó xước sâu thì em chỉ để cạnh góc này thì anh em sẽ thấy nó có nét nó gạch vô sâu luôn á, gọi là xước sâu. Cạnh viền mở nắp đây ạ. Rất là khép luôn, rất là khép kín. Cạnh viền trên nắp thì nó có những dấu dăm và dấu cắn rất là nhẹ. Như thế này nha anh em, cũng dễ nhìn thôi chứ không phải là khó. Mặt sau của nó thì cũng có xước tơ, tại vì chiếc này là hàng đã qua sử dụng rồi thì có vấn đề xước thì không tránh khỏi mà nó theo dòng thời gian từ năm 1962 tới giờ thì cũng mấy chục năm rồi mà tình trạng như thế này còn rất là cứng cáp nha anh em, rất là đẹp. Chẳng hạn như anh em nhìn nè, cái bản lề của nó thôi là cũng rất là cứng cáp rồi. Nhà đây bản lề rất là khép kín nha. Và anh em yên tâm, tất cả mặt hàng nhíp bô em giao dịch đến anh em đều là hàng còn nguyên zin chính hãng, chứ em không có sửa chữa hay là tăng chỉnh âm cho âm nó to lên nha anh em. Những anh em mà có theo dõi clip của em mô tả thì cũng sẽ thấy đó, mỗi chiếc nhíp bô nó sẽ có mỗi tiếng âm khác nhau, kể cả nhíp bô nào cũng không có giống như chiếc nào nha anh em. Đó, chiếc này thì em nghe âm khá là hay. Đó. Còn những anh em mà ưa chuộng về những chiếc nhíp bô dòng âm to thì em nghĩ là anh em nên tới mua trực tiếp thì nó dễ dàng hơn. Tại vì đa số là chiếc nhíp bô nào nó cũng có âm thôi. Bản lề trên của nó đây. Đó, hai cái đường gạch sọc của nó cũng mảnh nha anh em. Đó, một chiếc nhíp bô nguyên zin là như thế này. Đối với một chiếc nguyên zin đã qua sử dụng mà còn rất là cứng cáp luôn. Còn đây là bản lề dưới của nó. Tại vì bên em là khi hàng đã qua sử dụng mà về thì bên em chỉ làm vệ sinh sạch sẽ thôi, để khi mà anh em về giao lưu về rồi thì mình chỉ cần châm nhiên liệu vào và sử dụng. Đó. Một chiếc năm 1962 còn khá là đẹp nha anh em, rất là cứng cáp. Bản lề của nó hơi rít nhẹ thì khi anh em sử dụng nhiều lần thì nó hợp rơ thì nó sẽ nghe tiếng âm nó hay hơn tại thời điểm em quay bây giờ. Và mở nắp nó cũng sẽ dễ dàng hơn nha. Còn về ruột của nó là một chiếc ruột thép. Em để góc này đi thì anh em sẽ thấy rõ cái ruột của nó, cái dòng chữ dập rất là rõ nha. Và ruột chuẩn giai đoạn luôn. Ruột chuẩn giai đoạn với vỏ và nó có bát 2517191 nằm ở giữa luôn nha anh em. Và năm 1962 thì năm sẽ có bánh xe sỏ chỉ, nó có lỗ lỗ như thế này gọi là bánh xe sỏ chỉ. Lưỡi gà bên trong của nó là lưỡi gà lá lúa, tim là tim bột. Còn về bánh xe thì em để
đứng lại đi thì anh em sẽ thấy được một chiếc bánh xe theo dòng thời gian còn rất là đẹp đây. À, ngoài đẹp ra thì nó vẫn bén lửa lắm ạ. À. Anh em nhìn nè, đó một chiếc bánh xe có một chiếc ruột có bánh xe hoạt động rất là tốt. Đây là mặt sau. Đó. Búa rất là khỏe nha anh em. Đó. À, còn về chặn xong và ốc đá anh em nhìn nè, cái ốc đá này thì quá là đẹp đi. Đó, nhìn nó mà theo dòng thời gian cái màu nó quá là đẹp. Chặn xăng nó dường như mới luôn á. Đây à, một chiếc 1962 có chiếc ruột quá là đẹp nha anh em. Mặc dù nó là hàng đã qua sử dụng nhưng mà em thấy nó rất là ok, hoạt động rất là tốt. Nên là anh em có theo thường xuyên theo dõi clip khui hàng của em á thì cũng sẽ thấy chiếc này nó có trong clip khui hàng. Và bây giờ em có lên làm clip riêng về cho nó. À, chiếc này thì em không còn gì để em miêu tả hơn nữa. À, nãy giờ em chưa quay các góc cạnh. À, chiếc này thì các góc cạnh ở trên nắp á, thì nó không có bị bẹp nha anh em. À, nó chỉ có phần dăm ở trên nắp thôi. Ở dưới mộc đáy thì nó có đây như thế này. Hồi nãy giờ em quay đi một vòng, bây giờ em mới thấy ra là dưới mộc đáy nó thì có dấu bẹp tròn rất là nhẹ luôn. Nếu mà em quay phớt lờ đi thì anh em cũng sẽ không thấy được, tại vì nó rất là nhẹ và nhỏ nên là rất là khó thấy. À, là như thế này nha anh em, nhiều lúc em chụp hình nó cũng không có ra được. À, và chiếc Jeep Bo xưa năm 1962, tình trạng là hàng đã qua sử dụng mà còn hoạt động rất là cứng cáp, đẹp. Thì chiếc này em xin phép giao lưu đến anh em là 2 triệu nha. Bên cạnh đó thì hàng chiếc này về không có hộp thì bên em vẫn tặng kèm anh em một hộp gối nhung linh kiện. Một hộp gối nhung này rất là mềm mại nha. Và tặng kèm anh em thêm một bịch đá đỏ, vài viên đá đỏ như thế này nữa, đá đỏ linh kiện nha, và bao phí ship đến với anh em. Và trước khi kết thúc clip này thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đam mê Jeepo đã ghé thăm và ủng hộ kênh Bật Lửa Jeepo Gò Vấp dưới đa của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip sau ạ.